Tại xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn, Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang phối hợp với Tập đoàn Lộc Trời thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Đông. Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Đông có 67 thành viên với số điều lệ là 400 triệu đồng. Ban Chủ tịch Hội đồng Quản trị áp dụng luật Hợp tác xã năm 2012 thể hiện tư duy mới về mô hình Hợp tác xã kiểu mới và hạt nhân là hợp tác, góp phần hoàn thiện quan hệ sản xuất phù hợp với cơ chế thị trường trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và cạnh tranh ngày càng gay gắt như hiện nay.